những tình huống đội tuyển mà đã chỉ còn hai người thôi, họ vẫn đang thi đấu rất là tốt nhá. Và pha này cùng xem nào, Marcus trên tay đó chính là khẩu DBS và sóc chuẩn xác đến từ Marcus, tôi bắn thẳng vào bụng chữ tấn bé. Mooncake phải nằm xuống, Marcus sẽ đưa về một tướng, đó chính là 1v1. Nếu X92051 có thể vị trí anh chàng cuối cùng bên phía đối phương thì sẽ là tướng cứu lại thành công chiếc NBK. Và trong khi đó thì đội hình bên đang khoa game mình, họ vẫn đang cố gắng tanh bò để có thể check khu vực nhà trước mặt. Còn phía bên này thì đây, đây chính là khu vực prison tôi nói từ trước đó. Và đúng đội hình bên phía team Cerber Esports họ lên di chuyển đến đây thật. Một khu vực high ground khó chịu quả đết. Rất tốt đến từ Himat. Vâng, một quả đết quay đến từ Himat và quả đết thứ hai này thì sao đây? Happy New Year. Chúc mừng sinh nhật hai player bên phía thành viên của team KBO. Chuyện giúp cho họ có mình cái thứ hạng tốt. Lọt vào top 8 thì sao đây? Genesis một team bóng muốn đi đẩy vào luôn. Vâng, vị trí của Lopi đang gặp khó rồi. Lopi đang bị quẩy. Nhìn ra cái chân của đối thủ. Nhưng mà Lopi bắn động được một người nhưng không, đó là Kenvy. Người bên phía thành viên của team đó chính là Vịnh. Thì họ đã có cho mình được một kill rồi. Glory đáp trả lại với tình huống bắn knock out với chữ anh chàng Lopi cũng như giờ thì hạ gục đi anh chàng này luôn. Ta thấy rằng Prison ở trong tình huống này cũng sẽ có một vài đội tuyển phải nán lại đây rồi. Như đội hình bên phía team Garden Angel hay là các tên bên phía Qbox United. Đây là một cơ hội rất lớn để đội hình bên phía team Soros. Nhưng vừa nói xong thôi, đó là một viên đạn ca rất chuẩn xác đến từ vị trí của anh chàng Eagle First. Vâng, bắn thẳng với chiếc hốc bắt đội hình bên phía team Cerberus Sport. Còn pha này thôi quá tự tin, họ biết rằng phía đằng sau lưng vẫn còn nó đội hình bên phía team Black United. Nốc đúng một vật đó, nó kết điệu luôn với vị trí top 15. Chỉ có vị trí của anh chàng Serti là người đốc ao thôi. Trong khi đó phía bên trong kia đang khoa gaming cũng đang phải vướng vào những giao tranh. Và gần như nó sẽ điểm Q biến thành vì cho vị trí của đội hình bên phía team Unicorn Cyber Esports. Vâng, một pha thi đấu của đội hình UNC họ chuyển ra rất hợp lý. Và sau đó có cho mình tình huống KS hàng nhưng bây giờ cũng đang kẹt lại ở đây rồi. Giới Spinable vẫn đang có cho mình rất nhiều cơ hội, trong khi đó thì khẩu Rosa trong tay Văn Nghị lại tiếp tục đem về những tiếng cầy frag. Và không ai khác lại là Jun của bên phía team Dasis team. Và có lẽ rằng cái việc mà Spell nằm lại chỉ là cái câu chuyện sớm hay muộn mà tôi cái đang tình huống đẩy xuống đến từ đối phương. Vâng, không hề biết về cái có người. Và nó sẽ là một điểm kill cho Spell. Điểm kill đầu tiên, nó sẽ điểm kill cuối cùng dành cho đang khoa game bây giờ khi Spell đang bị đối phương nhắm vào rồi. Đó chính là bên phía thành viên của team Dark Satan Esports. Trước sau đều có địch. Lưỡng đầu thọ địch thế này thì đi đâu đây? Và bây giờ thì đội hình bên phía team dưới Spinal họ nghe tiếng bước chân, họ quyết định đó đẩy vào thôi. Trong khi đó phía bên này thì Zenus Esports đang công nhau với cả Cerber Esports và đó là Corey bị tước đoạt đi mạng sống của mình. Rất khó khăn, Heaven của bên phía team Giả Siếc cũng đã đem về cho mình một điểm kill với phía NGE rồi. Và Seth bây giờ đang quá tự tin, họ bắt được cho người ở phía đằng xa. Và sau đó stack team cả nét và là rất đau, cả hai player bên phía team Zenus Esports đều bị cầu móng pha thiếu vừa rồi. Đức Mỹ sẽ là người cover dành cho vị trí của Hải Saki của Himat để hồi lại cho mình điểm máu. Còn trong khi đó đội hình bên phía team Giảm Sức Esports bắt đầu có tình huống vỡ vụn rồi. Còn đúng một người trong pha thiếu này, cơ hội nào để Giảm Sức Esports đây? XS đi qua thì bên phía team đối phương đó chính là NGE. Nhưng trông có vẻ là khá an toàn cho đến khi Pháp bắn cho mình khẩu M249 vào mồm. Yang Bi là người phải nằm xuống. Và tầm này đã nằm thì phải bỏ mà thôi. Rất khó với cả hai đội tuyển. Họ đang níu chân lại nhau ở khu vực này, một khu vực đã có phần abo. Phía đằng trong thì liên tiếp có người thôi. Pha này xe sắp hết xăng, lành bét 1301. Đi đâu về đâu đây. Góc đứng này lại có thay viên bên phía tên Đăng Khoa Gaming rồi. Đây sẽ là người cuối cùng Đăng Khoa. Nào hãy cùng xem Smell sẽ lấy cho mình mấy mạng cục đào. Quả nét tốt đến từ 3T. Nóc thành công đi cho Đức Hiếu. Và trong khi đó thì đội hình bên phía team X cũng đang bị cấu người. Set đã bắn khá thoải mái và nhất là vị trí tài con nha. Bây giờ thôi hết rồi. Dừng xe cái là hết cơ hội luôn đến từ đội hình bên phía team XS. Và đó top 14 anh họ. Và họ bị quá nhiều team sâu xe, tôi đếm sơ sơ có tận 2-3 team liền đây làm sự Esports đã phải dừng chân ở vị trí thứ 13. Đức Yếu của Zispendible cũng đã phải ngã xuống dòng súng NBK bên phía thành viên của team Darkstar Stan Esports rồi. Còn vị trí của Smell cũng vừa rồi đã chết. Và đó là vị trí thứ 12 gọi tên bên phía thành viên của team Đăng Khoa Gaming. Trong khi đó góc đứng này không chỉ có một người, có tận 2 người, có tên cả 3T của UNC nữa cơ. Chắc chắn Tam Thất vẫn chưa nhận ra là mình đang có tiếng bị kẹp, nhưng Himat lại bắn vào góc thiếu khác với các tên bên phía team Garden Angel. Vâng, rất thoải mái thôi. Đội hình bên phía team Cerber Esports đang có cho mình cơ hội được chơi freestyle rồi. Họ gặp ai họ bắn đấy. Và bây giờ tiếp tục là khai thác đến từ đội hình bên phía team đối phương. Trong khi đó Kezun đã bị confirm đi. Còn phía này thì sao đây? Vị trí của anh chàng Văn Nghị vẫn đang cố gắng sinh tồn và phả này thì hơi khó rồi. Quẩy Sama sẽ là cái tên cuối cùng với phía Dasis team. Một tiếng mở cánh rất thoải mái, Quẩy vẫn đang có cho mình cơ hội để hồi máu. Còn Văn Nghị thì đang cố gắng rút cho mình quả flash ra. Và bây giờ đối phương chạy ra cánh trái đã nhìn ra đến từ vị trí của Văn Nghị.
Vâng, sẽ đẩy ra đến quầy sa mạc, tôi vẫn đó là vẫn nghĩ lên tiếng với cậu AUG trên tay. Và ta nhìn đi, chỉ còn 9 team cũng 24 player thôi, mặc dù bây giờ mới chỉ là vòng bò thứ 5. Nó còn chưa thu vào cơ. Ở đây Chí Duy vừa rồi knock out được chỉ của anh Duẩn rồi, nhưng trước đó thì Chí Duy đã phải ngã xuống theo súng của anh chàng Jay One. Liên tục tình huống bắn chéo sang đến từ Cerberus và tài còn knock out được cái tên Jay One rồi. Bắt đầu đi càn quét đến từ Cerberus Esports rồi. Họ đang đưa về một lối chơi khát máu khi mà có một tình huống chia 2-2 ra. Để cho tài con cũng Hải Saki bắn cùng với nhau. Và cùng với đó phía còn lại sẽ là bộ đội Đức Mỹ, cùng với đó là Himat. Một cái đấu rất thoải mái, 7 điểm kill đem về thành đội hình bên phía team Cerberus Esports. Họ đang muốn lấy lại cái top 1 của mình trong ngày thứ hôm nay, khi mà đội hình BFTE không còn ai nữa cả. Khi đó là một tình huống confirm thành công đến từ Kenvy. Fake Team đem về ưu điểm kill này. TE dừng cuộc chơi và rất nhiều cái tên khác cũng chỉ còn lại cho mình đó là vài người. Phía bên này thì Genus Esports còn đó cho mình là 2. Và liệu rằng cơ hội nào dành cho họ đây? Ui, bắn rất nét đến từ đội hình bên phía team Genus Esports. Chúng ta còn lại 5 cái tên cho đến khi Cube Bot phải rời cuộc chơi. Bây giờ thì Long Ca vẫn còn. Liệu rằng Long Ca có thể có một cái tốc độ đầy công đây. Tài con đẩy lên bắn tay vào một vị trí sơ tì. Một tình huống sơ tì nhìn đều tài con một chút thôi. Cơ hội là rất lớn trên đội hình bên phía team Genus Esports. Điểm kill thứ 8 được cộng vào khi mà Serti là người phải nằm xuống. Còn góc này là một góc thi đấu. Ui, chiếc xe này chắc phải bỏ thôi. Có lấy được nữa hay không đây? Rất khó khăn. Ui, bắn đằng sau lưng cực kỳ thoải mái. Himat, một đường xoáy rất tuyệt vời. Nhưng mà Himat chỉ đem về cho mình một điểm kill mà thôi. Trông có vẻ là trúng nhiều. Vâng, Fake Team đội tuyển kiểm soát vòng bò đẹp nhất trong pha thi đấu này. Nhưng mà Himat đã quá hăng máu, anh ấy đã bị knock vào bởi chỉ có anh chàng Tun. Cơ hội rất lớn mở ra đội hình bên phía team Fake Team. Và đây là pha thi đấu đội hình bên phía Fake Team, họ đang chia người rất hay. Ba người cùng đẩy với một cánh cả ở trong bo cả những tình huống ao bo, và sau đó giữ lại cho mình vị trí anh chàng đó là bầu ú ở trong vòng bo mà thôi. Một pha thi đấu mà đang có tiếng chạy đi. Hải Saki, Hải Saki phát hiện ra đối phương, đối phương xoáy. Ôi, đây rồi, quá hết đạn, nó không bị knock out đến từ Hải Saki, nhưng tài còn lại bị Kenny bắn nó hốc mắt ạ. Vẫn là khó đội hình bên phía team Sword Esports, và Sword Esports chỉ còn lại một người tên Đức Mỹ mà thôi. Đức Mỹ 1 đang đấu 2 đang ở trong pha thi đấu này. Đức Mỹ đẩy ra, Đức Mỹ làm được 1 rồi. Đức Mỹ bây giờ đang bị tanh bởi vòng bo và anh ấy phải nằm xuống ngay lập tức. Top 1 đang gọi tên đội hình bên phía Fake Team. Họ đang có cho mình đó chính là 8 điểm kill. Và nó đem về cho mình cả điểm kill cuối cùng, nó sẽ là con chó xin với cả một cái top 1. Vậy là câu chuyện chúng ta vẫn đã tiến tới đó chính là top 1 không lặp lại trong ngày thứ hôm nay.